hai cách mặc cardigan trông cực kỳ cuốn mà mình vừa mới phát hiện ra. Đầu tiên đó là mặc ngược. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu, chỉ là mặc ngược cái áo lại thôi. Thế là chúng mình lại có thêm một cái áo chui đầu và chắc chắn là không bao giờ đụng hàng với ai. Cách thứ hai đó là thay vì cái cúc như bình thường thì mình sẽ tháo hết ra và chỉ cài một cúc ở dưới cùng thôi. Cái cúc này thì mình sẽ cài giấu ở đằng sau lưng quần và kết quả thì trông nó sẽ như thế này. Cái cách này giúp mình khoe được vòng eo rất là tốt kể cả khi mặc áo khoác. Nhớ lưu video này lại để mặc cardigan xinh hơn nha.